Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Săn Sale và Đánh Giá. Mình là Đại Công Nghệ. Trong video lần này, mình xin chia sẻ cho các bạn cách mua hàng online ở trên Shopee và Lazada để làm sao mua hàng an toàn nhất nha. Mình đã đặt hàng chiếc EVK8, một chiếc smartwatch giống Apple Watch. Và một chút nữa thôi, mình sẽ lấy cái sản phẩm này để làm ví dụ cho các bạn các cái bước mình mua hàng, quay sản phẩm như thế nào để có thể đổi trả với Lazada và Shopee. Các bạn hãy cùng mình đi mở hộp cái sản phẩm này nha. Các bạn ạ, mình đã mua chiếc EVK8 này ở một shop mail trên Lazada và đây là bề ngoài của nó. Khi mà mua hàng online thì mình khuyên các bạn là nên quay lại video như mình nha. Họ sẽ bắt mình quay lại, ví dụ như ở cái đơn hàng này, họ sẽ bắt mình quay lại cái mã này có đúng hay không này. Các cái thông tin này, mã đơn hàng. Đây là mặt trước. Đây là hai bên chưa mở này. Và mặt sau cũng không có dấu hiệu bị mở và rách. Chiếc đồng hồ này được shop bán với giá là 760.000 kèm theo là cái dây. Mình đã lấy được một mã 60.000 của Lazada và một mã 40.000 của shop. Cái này ở ngoài mình sẽ xem qua trước nhé. Nó cũng giống các cái dây Milan bình thường thôi, 30-40.000. Cùng vào nhân vật chính của chúng ta. Đồng hồ về thì cũng không có seal của hộp luôn. Đây là đồng hồ EVK8. Mình đã đặt mua phiên bản EVK8 màu vàng. Mình sẽ để sang một bên. Đây là dây sạc không dây ạ. Và đây là dây đeo silicone. Các bạn ạ, chúng ta khi mà mua hàng về thì chúng ta nếu có điều kiện hãy thử luôn sạc có được không nhé. Hiện tại là đồng hồ EVK8 của mình đã sạc vào rồi, nó không có lỗi. Khi mua hàng về thì chúng ta sẽ kiểm tra xem trong hộp là có các cái sản phẩm mà chúng ta đặt hàng không. Như mình đặt hàng là trong hộp mình có dây sạc đồng hồ, dây đeo và cái dây sắt này, thế là đủ rồi. Chúng ta cùng đến với cái đồng hồ này nhá. Con này thì thiết kế khá giống với Apple Watch Series 6. Và sau chúng ta cũng có một cái lưng giả gỗ nhưng mà làm bằng nhựa thôi. Cái này thì nó hơi bị lệch đấy ạ. Con EVK8 này thì được nhà sản xuất đưa ra thông số là 45.5mm với cái chiều dọc của nó. Mình sẽ đo thử xem. Mà thực ra thông số của nó chỉ là 43.76 thôi. Chiều ngang là 38mm. Khá là đúng. Và độ dày là 10.5mm. Nhưng mà tuy nhiên thông số mình đo được lại là 13.16mm. Những chiếc đồng hồ từ Trung Quốc này thì thường cái thông số nó sẽ chưa phải là thông số chuẩn. Mình đã gặp rất nhiều các trường hợp rồi. Về cấu hình thì EVK8 sử dụng con chip là Realtek 8762DT với bộ nhớ là 128MB, Bluetooth đi kèm là Bluetooth 5.0. Kích thước màn hình thì là 1,99 inch với độ phân giải là 454 nhân với 454 pixel. Mình sẽ thử đo xem những cái đồng hồ từ Trung Quốc này thường họ sẽ lại là cái thông số 1,9 nhưng mà họ toàn là 1,6 inch thôi. Mình sẽ để cái hình nền khác nhé. Chuyển sang inch. Con này cũng gặp cái tình trạng tương tự là chỉ có 1,6 inch thôi.
dung lượng pin của IPX8 là 300 mAh và với cái chuẩn kháng nước là IP68, ứng dụng đi kèm của nó là The Refit. Có một cái nâng cấp trên con IPX8 này là cái phím xoay này của nó không có âm thanh nữa. Thưa các bạn, đây là IPX7 Max là cái phiên bản tiền nhiệm của con IPX8. Thì các bạn có thể thấy cái viền xung quanh này khá là dày. Và cái phím xoay này có tiếng kêu. Viền đã mỏng hơn rất nhiều. Mình sẽ kiểm tra độ sáng nha, bởi vì con IPX7 Max này là có một cái con đồng hồ có cái màn hình quá đẹp luôn. Độ sáng cũng như là độ nét là vô đối trong tầm giá rồi. Cái con này thì cái tông của nó là hơi ấm, còn con này màu xanh. Các bạn có thể thấy cái viền của con IPX8 này mỏng hơn viền của con IPX7 Max rất nhiều. IPX8 cho mình một cái trải nghiệm tràn viền khá là thích thú trong cái tầm giá của nó. Mang lại một cái thiết kế sang trọng này. Ở trên IPX8 chúng ta cũng không có cái chốt giữ dây. Với các con đồng hồ tầm giá dưới 1 triệu thì sẽ ít có con nào có cái chốt giữ dây này lắm. Mình chưa thấy con nào luôn. Để vào cài đặt ngôn ngữ thì chúng ta cùng kéo xuống này, bấm vào cái phần cài đặt này và chọn cái language. Ở đây thì mình chưa nhìn thấy tiếng Việt, vậy là đồng hồ này không hỗ trợ tiếng Việt rồi. Tuy nhiên với con IPX7 Max này cũng không có tiếng Việt mà mình sử dụng rất ok luôn. Bởi vì tất cả các cái biểu tượng của nó đều trực quan hết này. Xem thông báo Facebook này. Vào khiển nhạc. Vào khiển nhạc này, khá là trực quan. Để xem lịch này. Kết nối này. Cái mã này khi mà mình quét bằng cái ứng dụng gọi RDFit của nó ấy, thì nó sẽ kết nối với cái con đồng hồ này. Nếu mà mình không thể tìm được Bluetooth của nó, mình sẽ kết nối bằng mã QR. Tuy nhiên thì mình sẽ thường là kết nối bằng cái Bluetooth rồi. Và các cái thông tin IPX8 này đang chạy trên firmware là V1.11. Mình sẽ đi qua ngoại hình của IPX8 ạ. Là đây là một con đồng hồ có ngoại hình rất là đẹp, tiệm cận với Apple Watch Series 6. Các bạn có thể nhìn xem bốn cạnh này, các cái kính này thì được phát cong là 2.5D và tràn ra luôn. Mình ví dụ mình vuốt ở chỗ này thì nó đã là màn hình của nó rồi, đây nó đã tràn ra rồi. Đây là một cái bước khá là cải tiến của những cái con đồng hồ giá rẻ. Phía bên cạnh phải của nó là cái phím xoay này, bấm vào khá thích. Mic thu âm. Nút này là nút tắt màn hình. Dưới của nó là các cái cảm biến để đo nhịp tim. Tuy nhiên mình không tin tưởng những cái cảm biến này lắm. Đây là lỗ loa của nó và thiết kế nhìn khá là xấu. Để kết nối với IPX8 thì chúng ta sử dụng một cái phần mềm gọi là RDFit. Chúng ta bấm vào. Phần mềm này thì mình tải trên CS Play và App Store đều có. Chúng ta quét tìm thiết bị. Có luôn. Chúng ta kết nối nhé. Kết nối xong luôn. Để có thể nghe gọi ở trên đồng hồ này thì chúng ta kéo xuống và bấm vào cái phần nghe gọi này, chúng ta bấm nó xanh lên. Thì ở trên điện thoại chúng ta vào phần Bluetooth và chúng ta kết nối với cái IPX8 Core này. Ghép nối. Thế là xong rồi ạ. Thì chúng ta có thể nghe gọi ở trên đồng hồ này luôn. Mình sẽ thử gọi cái trợ lý Google nhé. Thời tiết bây giờ thế nào rồi? RDFit thì hỗ trợ hầu hết các cái ứng dụng mà chúng ta sử dụng thường xuyên, ví dụ điện thoại SMS này, Messenger này, và trong cái phần khác này nó có hỗ trợ cả Zalo luôn, khá là hay ho.
Về cái phần mặt đồng hồ thì mình sẽ show ra cho các bạn nhé. Cái con này thì cũng khá nhiều mặt đồng hồ đấy ạ. Tất cả các cái mặt đồng hồ này thì đều được miễn phí hết các bạn ạ. Bấm vào thì nó sẽ đồng bộ sang cái đồng hồ này khá là nhanh luôn. Đã đồng bộ xong rồi, mình sẽ test cái tin nhắn Zalo, Facebook ở trên cái con đồng hồ này nha. Các bạn ạ, cái chữ này thì nó khá là nhỏ này. Mình sẽ gửi một cái tin nhắn Messenger qua điện thoại này để xem chiếc đồng hồ này nó hiển thị thông báo như thế nào nhé. IPX 8 nhận thông báo gần như là tức thì so với điện thoại và nó có cả icon ở trên này luôn. Chữ thì khá là nhỏ nhưng mà cũng dễ đọc thôi, không có hiện tượng là chữ to nhỏ trên các cái đồng hồ khác, và khi mà có thông báo đấy thì nó cũng sẽ sáng màn hình. Mình khuyên các bạn nếu mà mua hàng trên Shopee hoặc Lazada chắc chắn lắm rồi thì các bạn mới bấm vào đã nhận được hàng thôi nhé. Ví dụ ở trên Lazada mình sẽ vào cái phần đơn hàng của mình thì chỗ này sẽ có là đã giao hàng thành công rồi. Trong xem chi tiết đơn hàng này. Ở đây nó sẽ có cái phần trả hàng hoàn tiền, như ở cái shop Mafarm này, shop Mail này thì mình sẽ được trả hàng hoàn tiền trong 15 ngày cơ. Còn trên Shopee mình khuyên là các bạn chắc chắn lắm các bạn mới bấm ở đã nhận được hàng thôi, còn không thì các bạn cứ để cho test thoải mái trong 3 ngày. Với shop bình thường trên Shopee thì chúng ta chỉ có thể đổi trả trong tầm 3 ngày thôi. Còn với shop Mail thì được 7 ngày, còn trên Lazada thì được 15 ngày. Thì chúng ta chắc chắn lắm chúng ta mới bấm vào đã nhận được hàng. Còn không thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần gọi là nếu mà đơn hàng lỗi thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần trả hàng hoàn tiền này. Đây trả hàng để hoàn tiền này. Ở đây thì chúng ta sẽ phải có các cái lý do trả hàng. Ví dụ như kiểu là ở đây là sản phẩm dấu hiệu hàng giả này, bể vỡ này, không phù hợp này. Ví dụ như cái đồng hồ này giao cho mình nhưng mà thiếu cái dây sắt này chẳng hạn, hoặc là đồng hồ có vấn đề gì thì mình sẽ chọn ở những cái phần này. Ví dụ là thiếu cái này thì thiếu phụ kiện quà tặng đi kèm này, xác nhận này. Thì mình sẽ phải tải lên ảnh và video lúc mình mở hộp đấy, và những cái ảnh mà mình lúc nó bị lỗi mình phải tải lên đây và kèm bình luận này. Nghĩa là chúng ta phải quay lại video và chúng ta hoàn toàn có thể trả hàng hoàn tiền nếu mà chúng ta quay có cái video. Video này mình đã hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để có thể quay video khi mà chúng ta mua hàng ở trên Shopee và Lazada, cũng như làm thế nào để đổi trả trên các sàn thương mại điện tử đấy. Về chiếc đồng hồ IVX8, mình đánh giá nó là một chiếc đồng hồ đáng mua trong tầm giá từ 600 đến 700 nghìn. Tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các mã giảm giá để có thể mua rẻ hơn, và nó phù hợp cho các bạn muốn một cái chiếc đồng hồ nhỏ có thiết kế đẹp. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy ủng hộ chúng mình bằng cách like, đăng ký kênh. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.